Ok, mùng 1 hoan hỷ là thị trường tăng xanh kéo lên rất là mạnh, đặc biệt là về cuối phiên. Với diễn biến của thị trường ngày hôm nay, nhà đầu tư đang cũng hơi hoang mang một chút anh chị, bởi vì là đầu phiên thì giảm đỏ với cổ phiếu đó là Novaland giảm sàn, thì nhiều cổ phiếu khác trên thị trường cũng bị giảm áp lực theo. Nhưng mà ngay lập tức trong phiên đã có những cái thời điểm quay trở lại và hồi phục rất là nhanh, nhiều cổ phiếu đã đạt lên những mức giá rất là tốt trong phiên. Vậy thì diễn biến tiếp theo thị trường sẽ đi như thế nào khi mà con số 1250 này anh chị nhá, rất là quen luôn ạ. Đây là vùng đỉnh cũ của tháng 8 năm ngoái, tháng 4 năm nay cũng như là cuối của tháng 5 bây giờ, đầu tháng 5 bây giờ lại quay trở lại con số này. Vậy thì đây là một mốc cần phải chú ý. Thì tại đây các tín hiệu kỹ thuật sẽ đưa ra như thế nào thì anh chị cùng với em là đi vào xem về thị trường và lên kế hoạch anh chị nhé. Nhìn vào bối cảnh thị trường ngày hôm nay thì chúng ta chứng kiến đó là sự tăng giảm về tài khoản của nhà đầu tư là tương đối, tức là có thể đầu phiên thì giảm nhưng mà cuối phiên thì là tăng xanh và số lượng người có lãi ngày hôm nay thì tốt hơn. Và trong cái bảng này anh chị để ý một điều, có phải nó chia thành hai nửa không? Một nửa là những cổ phiếu có thanh khoản và khối lượng khớp lệnh lớn hơn, còn một nửa là những mã khối lượng khớp lệnh nhỏ hơn. Thì dòng tiền đã có sự chuyển dịch khá là rõ rệt khi mà giai đoạn gần đây hồi phục từ 1068 lên lại những vùng trên 1250 như thế này. Thì nhóm các cổ phiếu hồi phục được mạnh phải kể tới những nhóm cổ phiếu riêng biệt ở bên này anh chị ạ. Còn nửa bên này những cổ phiếu ví dụ như là bất động sản này, rồi ngân hàng này, rồi chứng khoán này, rồi bất động sản này. Đấy, thì là cơ bản là có diễn biến đi ngang thôi, không có tăng quá nhiều so với lại ngày 19 tháng 4 thị trường tạo đáy hay là ngày 24 tháng 4 anh chị nhá. Thì từ đó chúng ta sẽ phải nhìn sâu hơn vào các cổ phiếu và các nhóm ngành. Ở đây thì em cũng đã có những tổng hợp cũng như là những cổ phiếu, những nhóm ngành mà anh chị đầu tư cần phải quan tâm. Đầu tiên đó là lên kịch bản về chỉ số VN Index trước anh chị ha. Trong phiên giao dịch ngày hôm nay buổi sáng thì chúng ta cũng có những thời điểm mà thị trường bị rung lắc giảm xuống đây anh chị. Đó là buổi sáng. Đây là thời điểm mà quét xuống này. Đó thì ngay lập tức đến 9:30 cũng có cập nhật với anh chị đầu tư, đó là bạch tuộc tạo đáy và thị trường có cơ hội hồi phục. Hồi phục xong thì đến trưa nghỉ trưa chỗ này là 11:30 đây, không có diễn biến gì mới. Nhưng mà đến đầu phiên chiều thì bị áp lực bán thêm và tới tận đây mới bắt đầu có những tín hiệu tạo đáy và tạo đáy thì hồi phục lên trở lại. Vậy là diễn biến của giá cao nhất trong phiên buổi sáng ngày hôm nay là vùng 1251 và đến kết phiên thì cũng là quanh đâu đó 1250. Vậy là giá thì không đóng đến cao nhất nhưng mà được kéo về cuối phiên rất là mạnh, được kéo từ một số cổ phiếu trụ anh chị để ý cho em nha. Nên là trong phiên sắp tới khi mà có những diễn biến trả điểm của cổ phiếu trụ thì đấy là mình phải sẵn sàng tinh thần. Nhìn vào các khung đồ thị lớn hơn như là khung 15 phút thì thực tế là không có những thời điểm tạo đáy nữa rồi anh chị. Kể cả như H1 cũng thế, nó chỉ có một pha tạo đáy vào ngày 19 tháng 4 này thôi. Thì bạch tuộc tạo đáy H1 này thì chia sẻ với anh chị xong rồi, bây giờ nó cứ trong cái quá trình hồi phục lên như thế này thì mình phải chờ đợi tiếp thôi. Đấy, hồi phục lên những con số nào, những con số đầu tiên anh chị để ý trên đồ thị này đó là vùng 1220, 1225. Con số tiếp theo đó là vùng 1250 và một vùng nữa đó là 1280. Thì trong cái chứng khoán này anh chị để ý cho em nhé, đó là nó có những vùng mà gặp khó khăn ấy thì kiểu gì thị trường cũng sẽ rung lắc tại vùng đấy. Đây để ý vùng này cho em, vùng thứ nhất này. Đây chúng ta cũng có một vùng thứ hai. Không phải là ngày 1, ngày 2 mà phi qua được ngay đâu anh chị. Đây là khung H1, tức là chỉ số của chúng ta gì một phiên chỉ có 5 cây nến thôi mà nhiêu đây á, tức là phải tương ứng với 3 phiên giao dịch rồi. Là từ sau kỳ nghỉ lễ tới bây giờ chúng ta liên tục ở trong cái trạng thái đó là rung lắc và hồi phục. Có thể là đi rất là chóng mặt trong phiên, buổi phiên sáng thì thấy còn xấu xấu nhưng mà đến phiên chiều là đã thấy đẹp ngời ngời rồi anh chị ha. Thì cứ chú ý cho em vào các cổ phiếu riêng biệt, xem mã nào có sự hồi phục thì chúng ta sẽ đưa ra quyết định đối với những mã đó anh chị nhé. Ở đây thì cơ hội hồi phục lên tiếp vẫn có thôi, chị nào ý đấy chị cũng biết. Ở đây thì đang trong cái quá trình mây tăng giá như này, ao sen tăng thì cứ thế này cứ bò lên dần dần. Đấy, bao giờ mà gãy đi mốc hỗ trợ quan trọng anh chị nhớ giúp em nha, đó là vùng 1235. Đây là một mốc hỗ trợ quan trọng mà nhà đầu tư cần phải đưa ra quyết định. Đấy, đó là nó sẽ test xuống và test xuống thì lúc đấy thì gặp giao chỗ này gãy rồi nên là ngày mai thì vẫn an toàn, nhưng mà bắt đầu sang đến phiên thứ sáu cũng như là tuần sau nữa thì những vùng eo mây mỏng nó mới xuất hiện nhiều hơn. Những cái mốc ví dụ như 1234 này rất là quan trọng anh chị nhé. Anh chị không biết anh chị có để ý không, nhưng mà ngày xưa em có một cái phiên mà em lại xin ọp đấy, em có cái con số đó là 1258 anh chị, ngày mùng 5 tháng 4 này. Đấy là em đã cảnh báo anh chị đầu tư là cứ mất 1258 là thị trường sẽ giảm mạnh hơn. Các khoản lỗ 5% không xử lý thì sau càng khó xử lý. Thì đấy,
Mình đã cảnh báo chị đầu tư con số 1258 đi rồi, nhưng mà khổ hôm đấy lại không có ở nhà nên là không có chốt cụ thể giá nào, cổ phiếu nào lúc đó bao nhiêu. Thế là bây giờ thì nhà đầu tư vẫn một số anh chị là không bán được hết hàng, vẫn có những mã cổ phiếu còn lại. Thì sau này anh chị phải quyết đoán quyết liệt lên ở những thời điểm quan trọng, những mô hình quan trọng mà nó mất đi những con số này ấy. Thậm chí là trước đó mình đã clear nửa tài khoản rồi mà nói chung là bán rất là sớm từ đầu tháng 4 anh chị nhá. Bây giờ tới những thời điểm hiện tại này nhé, theo em là anh chị đầu tư vẫn phải đặt những cái mốc quan trọng ấy, những con số quan trọng của chỉ số, nếu như mà quét qua mà bị bán mà không có vốn lớn, anh chị nghe kỹ rồi em, bán mà không có vốn lớn tức là nó xác nhận nó gãy nhưng mà nó lại lưu dư thanh khoản, thì sau đó khả năng là nó sẽ tìm về những mốc thấp hơn. Còn kịch bản tốt nhất đấy là cứ vừa đi lên vừa điều chỉnh thôi, đi ngang như này rồi bật lên đấy. Các với cái mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là vùng 1280 ở đây anh chị nhá, anh là kịch bản tốt nhất rồi. Còn nếu như mất đi mốc 1234 thì lúc đó là nhiều cổ phiếu trên thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh đấy. Bây giờ nhìn sâu hơn vào trong thị trường cũng như là vào các cổ phiếu, có thêm khách sạn của VN Index nữa anh chị ha. Hiện tại ngày hôm nay thì đã có những tín hiệu vượt đỉnh với phá đỉnh được nên là sẽ không bị mở khách sạn, nhưng mà trạng thái mất cân bằng nhà đầu tư phải ghi nhớ nhé. Hồi phục lên cái vùng 1174, 1176 để nói hồi phục với chả anh chị yêu nào tin, thậm chí có những người mà bán sạch tài khoản ở cuối này chị anh em cũng chịu thôi. Thế bây giờ nó hồi phục lên một đoạn như thế này rồi nha, thì những cổ phiếu đã hồi phục là cần phải cẩn thận chứ không có đua mạnh khi mà đỡ hồi phục chữ V chỗ này đâu anh chị nhá. Tốt nhất là nên có những thời điểm cân bằng và tái tích lũy, nếu không vượt đỉnh được liên tục là nó sẽ có trạng thái yếu đi. Vậy thì đối với các nhóm ngành chúng ta có những cổ phiếu nào đáng quan tâm thì anh chị cùng với em nhìn vào các nhóm ngành tiếp tục ha. Ngày nào thì cũng xem các nhóm ngành như thế này thôi là biết được đấy, các cổ phiếu sẽ như thế nào và cần phải chú tâm vào nhóm ngành nào. Đây thì chúng ta có một số những nhóm ngành ngày hôm nay hot lên như là nhóm thép anh chị. Nhóm thép cuối cùng thì cũng đã có sự hồi phục chuẩn hay anh chị. Nhìn trên đồ thị và anh chị có cái nhìn tổng quan hơn, nắm hết tất cả các ngành thì anh chị mới biết được là còn cổ phiếu nào chưa hồi phục cũng như là có cơ hội hồi phục tốt hay không. Đấy, nhóm thép vậy là Hòa Phát hồi phục cùng nhá. Là bây giờ thép nó đã chạm lên đến biên trên này rồi, bắt đầu lên từ những vùng cản phía trên này rồi. Nhưng mà hỏi là hết biên hay chưa thì chưa hết biên, còn lên trên này nữa. Thì trong nhóm thép này chúng ta giao dịch đó là cổ phiếu VGS anh chị ha. VGS thì ngon lành cành đào rồi, hôm nay cũng có mới cập nhật với anh chị đầu tư chốt đi một số cổ phiếu. GVR chốt là được mà 10% anh chị, hơn 10%. DBC ngắn hạn thì được 5% thôi. Là có PVC thì hôm nay tăng mạnh lên nhưng mà bán chốt nốt anh chị lỗ khoảng 3%. Rồi chúng ta có Nam Long cũng chốt lời rồi. VGS thì nhìn chung là trong danh mục nhá, anh chị cũng biết là mình có những mã mà mình gom cực kỳ nhiều luôn. Đó là VGS này, DPG. Và ngày đó cứ vùng 39, vùng 40, ngày nào cũng nhắc anh chị nhà đầu tư đó là anh chị mua, 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 gom, mua. Đấy, thì anh chị thấy là nó từ chân sóng luôn, toàn từ 40 lên 47, chốt một vòng rồi. Sau đấy thì bây giờ là quay trở lại. Chung là đây là cổ phiếu khỏe và là cổ phiếu hoàn toàn có thể nắm giữ. Còn trong nhóm bất động sản này thì có Nam Long có thể cân nhắc đến việc bán. Những cổ phiếu chung và dài hạn như là CTR này thì nhà đầu tư có giá vốn tốt thì nắm giữ thôi. Nhưng anh chị nào kiên nhẫn được thì những mã mà cơ bản tốt em giới thiệu anh chị nó không có vấn đề gì đâu. Đó, cái khả năng xác suất mà những mã dài hạn đó trúng thì thường là khá là cao anh chị ạ. À, trong nhóm các cổ phiếu bây giờ thì có một nhóm mà anh chị phải tập trung cho em ấy, đó là nhóm các cổ phiếu có vốn hóa lớn cũng như là các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng ấy. Đây này, nhóm này là bạn có phải là tăng lên từ đây chị nhá, là ngày 24 tháng 4 nhóm này đã đánh dấu thị trường của chúng ta quay trở lại và bây giờ đang hồi phục lên, thì lên chỗ này là đã lên lại cả đỉnh cũ rồi anh chị em. Khi lên lại cả đỉnh cũ thì nó sẽ gặp áp lực bán lớn. Thế thì mình nhìn sâu hơn thì chúng ta lại có cái nhóm ngành ngân hàng này, nhiều cổ phiếu nó chưa hồi phục anh chị. Đây anh nhìn anh chị biết đây, nó đã hết biên đâu, ngân hàng bây giờ còn biên lên trên này nữa. Hôm trước em tính anh chị là 15 điểm đúng không? Bây giờ nó vẫn còn đâu đó 16, 15, 14 điểm nữa. Thì mức độ hồi phục của nhóm này là còn, thì chơi nhóm ngân hàng này kéo tí, động tí là thị số bung nóc mà anh chị. Trong nhóm ngân hàng thì chúng ta cũng đã có giới thiệu với nhau trường hợp cổ phiếu SHB rồi á. Anh chị nào mà tham gia được cổ phiếu SHB không ạ?
Hoặc là anh chị nào đang nắm giữ thì anh chị cũng phải có niềm tin hơn, hoặc là gia tăng thêm chính vào mã đó. Bởi vì trên tín hiệu nha, là anh em có thể đọc được rất nhiều mã cổ phiếu, nhưng không phải mã nào thì mình cũng mua anh chị. Bởi vì là mình đánh giá rằng là cái tiềm năng và cái cơ hội tăng giá mạnh trong ngắn hạn của SHB không bao giờ bằng được những cổ phiếu. Ví dụ như anh chị thấy như là trong danh mục, ví dụ như là những cổ phiếu VGS này, hoặc là LC này, BSR này, thì cái cơ hội tăng giá của cổ phiếu nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ thanh thoát hơn. Thì lựa chọn thôi anh chị lựa chọn những mã yếu thì em phân tích cho anh chị như thế. Thế thì nhân tiện trong video ngày hôm nay có một trường hợp cổ phiếu mà nhà đầu tư đang rất là đau đầu anh chị, đó là Novaland. Thì em cũng hướng dẫn anh chị nhé, để anh chị có thể sử dụng những cái trang web này một cách thông minh hơn, cũng như là cập nhật những thông tin thường xuyên, hoặc là xem người ta đang nói gì chẳng hạn. Có thể anh chị theo công cụ của mình, nhưng mà muốn biết xem là số đông nhà người tư đang làm gì thì anh chị bấm vào hồ sơ này, chọn tổng quan, sau đó là chọn mà bài viết. Thì ở đây cũng sẽ có cập nhật những cái bài viết mới về cổ phiếu này. Novaland hôm nay thì thổi hot nhất thị trường rồi anh chị. Đây, có những cái thông tin nào là thông tin xấu, xong rồi lại đính chính xong rồi thì hồi phục. Đấy, thì cơ bản là nếu mà đã giao dịch những cổ phiếu này thì phải có một cái niềm tin và một lá gan rất là lớn, cũng như là không nên sử dụng margin. Đối với Novaland này thì anh chị không sử dụng margin được rồi, nhưng mà có những cái sức mua nó ảnh hưởng lẫn nhau ấy, thì mình nên tính toán kỹ nha. Chung là đối với thông tin của Novaland, em nghĩ là sang cộng đồng hôm nay chắc nhiều nhà đầu tư chửi lắm đây này anh chị. Cũng lạ là đến nay Nhơn và các phe nhóm chưa bị điều tra. Đây, thông tin chính phủ này, hiện các dự án như Aqua City tại Đồng Nai, Novaworld, Phan Thiết tại Bình Thuận này, tại Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu, các dự án trên đều nằm trong danh sách ưu tiên tháo gỡ pháp lý của các bộ ngành và chính quyền địa phương nơi có dự án. Vậy là thông tin chính phủ cũng rất là ưu ái cho doanh nghiệp Novaland, cũng như là cổ phiếu Novaland và cổ đông của doanh nghiệp này ở trên sàn đấy chị ạ. Thì em cũng chỉ có một lời khuyên như này đối với anh chị thôi. Đó là mình thì mình theo công cụ, nên là mình sẽ chỉ ra cho anh chị rằng là Novaland cơ hội tăng giá nó hơi khó, và nó khó hơn so với các cổ phiếu khác anh chị ạ. Thì hiện tại là cũng sắp ra đến ngoài band rồi, ngày sáng ngày mai thì có thể là bị ép bán thêm khoảng 1 đến 2%. Sorry anh chị nhá. 1 đến 2% về những vùng đó là 13.2 ở phía dưới này này. Thì nếu mà nhà đầu tư nào có kẹp hàng thì em nghĩ là ngày mai là thời điểm mà T0 hoặc là T cộng đẹp để mua mới, thì thôi mình lao vào cái khó làm gì anh chị nhá. Chúng ta còn rất nhiều mã bất động sản mà dễ dàng hơn, cũng như là cơ hội tăng giá tốt hơn, thì anh chị chọn cho em. Chúng ta đang có Novaland này, khung 30 phút. Nói chung là dạng này anh chị phải để ý thôi, nó rất là khó. Đầu phiên sáng mà có giảm 1-2% thì tính đến chuyện T0 được, chứ còn xanh lên là phải bỏ nha. Và nhà đầu tư thì cũng không nên mua mới vào những mã này. Những thông tin đấy thì anh chị có thể cập nhật thêm. Còn nếu mà đầu tư theo thông tin đấy thì dễ bị loạn lắm, và có thể là bị đưa ra quyết định sai anh chị ạ. Ok, thì hôm nay cũng là ngày mùng 1 đầu tháng hoan hỉ anh chị nhá. Anh chị nào mà trong thời gian vừa qua giao dịch chưa lựa chọn được những mã cổ phiếu khỏe, đâu là những mã cổ phiếu khỏe thì anh chị biết rồi. Bây giờ tại vì sao VGS anh chị ở tôi có thể làm mang lại cái biên lợi nhuận tốt như vậy, thì bởi vì là cổ phiếu này có dòng tiền đầu cơ từ giai đoạn trước tới bây giờ, nó vẫn đang rất là mạnh và có dư địa tăng tốt hơn. Thì cứ mã mạnh mình chọn thôi anh chị nhé. Anh chị giao dịch Hòa Phát cũng được, lợi nhuận cũng tốt, ok, mã nào cũng được anh chị ạ. Nhưng mà cái thời điểm mình mua nó cũng rất là quan trọng. Chính vì lý do đó nên là những anh chị mà trái tay ấy, đặc biệt là anh chị không có một cái chu trình trong đầu tư mà khiến cho mình bị rối loạn nhiều quá, đến giai đoạn mà cần phải nghỉ ngơi thì anh chị lấy múc mạnh, xong đến giai đoạn người ta múc được trở lại thì anh chị lại nghỉ ngơi, thì nó cũng hơi phí anh chị ha. Đấy, những cái thời điểm mà chúng ta phải tập trung trở lại. Em nhớ là mỗi một thời điểm em báo bạch tuộc gì đó. Đây anh chị, ngày 24 tháng 4 này, đã lâu lắm rồi bạch tuộc mới cho tín hiệu buy và tín hiệu thắt lại. Thì thời điểm ngày 24 tháng 4 này, các nhịp rung lắc điều chỉnh test lại cuối tuần này là cơ hội tham gia anh chị nhé, tránh để tiếc nuối như tháng 11 về các cổ phiếu thị trường. Thì hướng dẫn anh chị rồi, đoạn đấy anh chị mà theo được đúng T0 T cộng như thế thì khá là thành công anh chị ạ. Chỉ có nhà đầu tư nào không dám tham gia, người ta không làm gì thì người ta cứ ngồi im vậy thôi, thì đấy là phương án anh chị.
tùy anh chị nhà đầu tư. Nhưng mà khi mà bước vào giai đoạn mới này, em tin là trong giai đoạn tới này, khi thị trường mà có những pha cân bằng và rung lắc điều chỉnh phân hóa cổ phiếu hơn, thì việc lựa chọn cổ phiếu nó sẽ rất quan trọng và sẽ quyết định đến việc đó là có thành công trong thị trường hay không. Nên là anh chị nào chưa có tài khoản tại VPS thì mở một cái tài khoản mới, gửi cho em ảnh căn cước công dân hai mặt cũng như là số điện thoại, em mở một cái tài khoản mới số đẹp cho anh chị giao dịch cho may mắn nha. Còn anh chị nào mà có tài khoản tại VPS rồi, chưa có anh em ITP nào hỗ trợ thì hãy chuyển về cùng với em Hảo để chúng ta đồng hành cùng với nhau trong thời gian tới anh chị nha. Nói chắc anh chị đầu tư theo dõi những chương trình livestream cũng như là các video nhận định của anh em thì cũng xuyên suốt như vậy thôi. Chúng ta sẽ follow theo thị trường cũng như là cập nhật những diễn biến mới để khi mà làm sao đem lại những cái cơ hội đầu tư và những khoản lợi nhuận tốt trong thời gian ngắn nữa thì càng tuyệt vời anh chị ha. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ và có một tháng mới thuận lợi, đưa ra những quyết định thành công sáng suốt anh chị nhé. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội đồng hành cùng với nhau sớm luôn từ thời điểm này anh chị, từ những thời điểm mà thị trường rung lắc này, có những cái cơ hội mới, những vòng cổ phiếu mới, hay đánh cho nó cùng vị thế cho nó dễ dàng anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ạ.